Quý vị và các bạn, từ lâu thì những môn thể thao có xuất xứ từ Nhật Bản đã luôn được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Cùng với Karate Do, Kendo thì cung đạo Nhật Bản hay còn được biết đến với cái tên Kyudo hiện đang có sức hấp dẫn rất lớn với các bạn trẻ tại Hà Nội. Và trong phần cuối của bản tin Sức sống thể thao ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả hãy cùng phóng viên của chúng tôi tìm hiểu về môn thể thao mới mẻ này. Và để theo dõi lại bản tin cũng như cập nhật những tin tức mới nhất của đời sống thể thao Việt Nam, quý vị có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn hoặc tương tác với chúng tôi thông qua fanpage facebook.com/ban thể thao VTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi bản tin. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cung đạo Nhật Bản còn được gọi là xạ nghệ, được biết đến như một trong những nghệ thuật bắn cung hay nhất thế giới. Du nhập vào Việt Nam cách đây chưa lâu, nhưng môn thể thao này đã được nhiều bạn trẻ Hà Nội quan tâm, đặc biệt với những ai yêu thích văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Em luyện tập bắn cung từ năm 2013 khi em đang học ở bên Nhật ạ. Tại một buổi lễ hội của trường ạ, thì em nhìn thấy mấy bạn của đội bắn cung mặc hakama, mặc bộ quần áo này đi lại, thế là cảm thấy rất là đặc biệt, cho nên là em đã tìm hiểu về câu lạc bộ của trường và xin gia nhập ạ. Với sự hướng dẫn của thầy giáo Suda Takuya, nhóm bạn trẻ đã cùng tập hợp và phát triển câu lạc bộ Hà Nội Kyudo. Trang phục tập luyện đẹp mắt cùng với cây cung dài tới hơn 2 mét khiến cho cung đạo trở nên khá mới mẻ và hấp dẫn. Tất cả mọi người đều có thể tập luyện môn bắn cung, kể cả trẻ em hay người già. Môn thể thao này không chỉ sử dụng tay như chúng ta vẫn thấy, mà sử dụng toàn cơ thể. Điều này giúp chúng ta học được cách hô hấp, giảm được sự căng thẳng cho tinh thần của mình. Cung đạo không chỉ là một môn thể thao, mà còn được coi như là một cách để rèn luyện tinh thần. Không chỉ đơn thuần là những kỹ thuật bắn cung sao cho chính xác, mà môn thể thao này còn giúp cho người luyện tập rèn luyện phẩm chất, sự am hiểu và lòng kính trọng giữa người với người. Trong cung đạo có một triết lý khá thú vị, đó là khi cung thủ nắm vững đến mức hoàn thiện từng động tác của mình, thoát ra khỏi ý muốn thông thường là muốn tên phải bắn trúng đích, thì mũi tên sẽ tự lao đến đích.